bia chính thức của các anh trai chùa trời phải tới. Vậy thì thôi, ok, được chưa? Xin lỗi bạn nhá, tôi cũng chả cần bạn đâu. Thế nhá, tôi đã được quyết định rồi. Rồi, chờ đấy. Này, xin lỗi bạn nhá, từ lúc mà tôi nghe giọng bạn tôi đã khó chịu rồi. Em ơi, em thấy là anh có vẻ bị từ chối. Không dễ nhưng mình nghĩ đâu em. Wow. Mình sẽ không được biết kết quả. Em hiểu anh không? Nên là khó. Tại vì mỗi người sẽ có một đối trưởng riêng rồi. Có quyền từ chối. Alo, đầu dây bên kia ơi. Alo. Bên kia kìa, nó không muốn bắt máy. Nó gọi cho số 1 phải chờ nó chứ. Em biết không? Dòng trước em làm có tốt không? Mà bây giờ em đòi vô đội top 1. Bắt máy lên, em không có thấy cái sự chân thành từ anh. Giống như là nó muốn người khác nhưng mà ngay cái đứa này cái nó bị tuột đó hay sao á. Trời ơi, sao cọc vậy? Coi chừng ra đảo nha. Em đã hiểu được cái ý của anh rồi nên là ok thôi, em xin cúp máy tại đây nha. Dạ. Chắc. Ê, ghét. Làm việc phải cỡ này. Bắt máy đi anh. Alo anh xin nghe nhá. Alo ai đây? Anh gọi điện cho giám đốc mà anh hỏi ai à? Thì tôi cần biết tên anh. Cần biết tên tôi làm cái gì? Anh đợi ở đấy để tôi đưa cho giám đốc của tôi. Tôi là thư ký. Giám đốc. Được rồi em. Dạ. Alo, alo ai đây? Anh tên gì nhỉ? Anh tên gì à? Đúng vậy. Anh là tên là top 1 đấy. Tên là top 1 hả? Đúng là cái tên mà tôi cần tìm kiếm đây. Ai ấy nhỉ? Ai ta? Không biết ai luôn ấy. Eo ơi, tôi là hàng hiếm, hàng hot ở đây đấy. Bây giờ nói như thế mà còn không nhận ra. À, vẫn chưa biết ạ. À. Tôi xin phép cấp máy cho tôi một phút suy nghĩ. Nó láo quá em à. Ám lỡ, không cho nó suy nghĩ lâu. Chưa suy nghĩ xong. Trời, láo thiệt chứ. Láo thiệt chứ. Trời ơi, lòng tự trọng bị tổn thương đáng trời kể ơi. Em. Em sẽ không gọi lại. Đúng vậy, không thể chấp nhận thái độ này được. Rồi. Sao giám đốc? Xin một phút suy nghĩ mà hối em anh. Hối hả? Hối, gọi lại em. Em cho ra đã. Đợi, cho đợi. Cho đợi. Bây giờ mình phải cho đợi lại chứ. Việc gì phải bấm. Đúng vậy. Eo ơi. Bên nó giỏi hay sao ta? Không bắt máy em. Cho mặt nhỡ đi. Chứ gì nữa. Đúng rồi. Sao bây giờ nhân viên làm sao mà bây giờ cứ xin vào công ty mà lại dỗi cả giám đốc nữa. Không bắt máy đâu. Bắt bắt đi, bắt đi. Dập. Alo ạ. Anh thật tòm lỡ. À, cái gì vậy? Cái gì vậy? Sao vậy? Trời ơi, em bị chửi không mà. Em bị chửi hả? Em bị chửi. Gọi là anh thật là tẩm lợm. Người cuối bật loa ngoài. Thôi đúng rồi, bật loa ngoài luôn đi cho khác. Đó, nghe đi. Ai vậy ta? Tôi không muốn nói chuyện nha, tôi cúp máy đây. Cút nói luôn đúng không? Đúng vậy. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Thôi vậy thôi. Ai vậy? Rison. No. Ai vậy? Why? Tại sao lại như thế được? Rison. Ừ đúng rồi. Thiệt á hả? Ai vậy? Rison đó hả? Đúng rồi. What? Trời ơi, tôi mà biết anh đủ lòng đủ cánh vậy tôi đâu có làm gì. Đúng. Trời ơi, phải không? Đúng. Phải anh Rison không? Đúng rồi. Gì? Sao anh hủy cuộc rồi? Anh hủy à? Anh nhầm anh tưởng đang bấm lúc đâu ạ? Mình cũng được gọi lại để không biết. Không cần. Mới vừa ngấn cao đầu. Để em biết. Không cần biết luôn. Không, gọi chưa biết nó lại luôn. Em chưa. Thôi nó là ai chứ. Gọi lại đi. Gọi lại hả? Gọi lại đi. Em chưa kịp. Em không biết nó là số mấy được rồi nữa nè. Em khùng quá em ơi. Em chưa kịp. Em phải nghe giọng nó trước rồi em mới hẳn thái độ. Trời ơi, cái đứa này. Trời ơi, tôi tức. Để tôi gọi lại kia. Sao khùng dữ vậy? Gọi nó lại trước. Alo. Ai bên đầu dây bên kia đấy? Anh là ai nhỉ? Tôi là ai không quan trọng. Việc tôi làm quyết định tên tôi. Anh là ai đấy? Tôi là ai không quan trọng. Việc quan trọng là tôi đã biết bạn là ai. Ủa sao nhiều giọng vậy? Cùng quá nãy giờ hai ba giọng. Hai ba giọng luôn. Nó đang lừa em đó. Lừa em ạ? À? Ừ. Bạn là ai nói đi. Alo. Nó lừa còn không biết nữa. Hai ba giọng nãy giờ nghe em là. Alo. Đừng hỏi nữa. Tôi là ai không quan trọng. Bởi vì tôi còn không biết tôi là ai. Thấy chưa? Anh nghe chúng tôi nói đây. Anh cứ ở bên đấy chờ chúng tôi qua. Con bay đã cúp máy rồi. Em nhận ra rồi anh ạ. Nhận ra cái gì nãy giờ bốn thằng luôn rồi còn nhận ra cái gì nữa. Bốn người luôn anh. Ừ. Không ấy nữa. Nó đang lừa em mà. Vẫn chưa hiểu vấn đề gì đang xảy ra hả em? Dạ em chưa. Ủa cúp máy rồi. Máy luôn rồi. Cho hỏi thế thành viên mà gọi điện cho đội trưởng này là ai đấy? Không biết ai luôn đấy. Là hơi bị cục xúc đấy. Đúng rồi. Ừ, tôi là ai? Cúp người. Ừ, tôi là ai? Bạn là ai? Bạn là ai? Ừ. Không biết ai luôn. Rồi. Chúc mừng Hiếu.
là cuối cùng đọc ai vậy em không biết luôn. Jason phải không? Jason mà đọc Jason. Quan trọng bây giờ đội trưởng mình là ai mình còn không biết nữa. À bây giờ em phải đi sang hả? Trời ơi. Nhưng mà em cũng nghe nó bảo là bây giờ sang đón em luôn. Em ơi em ngây thơ quá ở đó mà nó đón em. Thế bây giờ là em phải biết được người đấy. Trời ơi. Có nghĩa là hồi nãy em phải biết nó là ai trước em mới cúp máy sớm quá. Nhưng em biết rồi. Sao biết được? Giọng em nhận ra. Hồi nãy bốn đứa nó thì nhau nói là đứa nào. Không, nhưng có một cái câu mà em nghe rồi em chắc chắn lắm. Ai? Anh ấy tốt phải không? Em khá là niềm tin. Em khùng quá em ơi, hồi nãy bốn người ta nói một mẫu câu em ơi. Em dùng cái phương pháp nào mà em nghe bốn người nói một mẫu câu mà em biết chắc chắn là đội trưởng là người nào hả? Đi hôm nay em quá là không biết làm gì nữa rồi. Là do cái số của em. Đi. Đi đây anh ơi. Đi. Xếp đồ rất là Ấn Độ. Ấn Độ. Rồi. Ấn Độ. Cao bồi mà. Ờ vậy hả? Thuộc cao bồi nó không sến đến mức độ này. Cao bồi này điệu quá. Không anh ơi, tụi em chưa có lên full set. Đây là chỉ một nửa thôi. Nhưng mà chàng trai cao bồi sao lại có những cái trang sức của phụ nữ như thế này? Tại vì em thì khác với cả mọi người. Em là vào vai cao bồi đã có vợ. Nên là cái này là của vợ em. Vậy mà cũng dám nói nữa thiệt. Dễ sợ thiệt. Vâng, thờ lắm thì nhìn cũng có thể thấy được. Ở bên đây hiện nay hình như là họ có vẻ sang hơn một chút. Anh ơi, anh em ok em à. Không, em ok mà. Đúng không? Em nói một cách công tâm thì rõ ràng người ta đang đi theo cái hướng fashion hơn mình. Dục quá tôi ơi, thôi đừng nói gì nữa. Hãy chờ đi. Đúng không tụi em? À tụi em là những con người như thế nào với những bộ trang phục quý tộc như thế này ạ? Dạ thưa Thành là tụi em vào vai là những người đàn ông lịch thiệp. Cái áo đó là lịch thiệp lắm chứ em. Đúng rồi. Vậy là có một mình em là nó áo lông đó. Ừ. Cái này cũng hơi nữ tính nha. Ờ, ủa sao nó có sau chuỗi của ai vậy? Em bán luôn á Thành. Ủa sao có dòng chuỗi của ai vậy cưng? Dạ kim sa học lụ đồ là em bán luôn, dạ đúng rồi. Nhưng bữa nay nhúm bèo nhiều ha. Hiếu với lại anh Egip đồ nhúm bèo nhiều nha. À dạ, nội tâm của em. À dạ đúng, ai cũng có những điều thầm kín. Đúng rồi. Ok, Isaac là nhìn nó đúng cái xoáy ca mùa đông liền ha. Bài này tụi em cần cảm xúc cho cảm nên xúc là không? Nãy giờ là mặc dù nghe bên đó gáy tụi em cũng muốn gáy lại lắm nhưng mà sợ gáy mất mút. Không à, đúng chấp, rồi. Đúng như không chấp. Tại vì nhìn cái quần sông lưng là thấy cũng đáng thương lắm. Tại vì nó không nói không để ý nó tróc dữ vậy em. Cái quỷ yêu nó dán mà cái hồ gì mà tróc dữ vậy em. Dạ cái này em hết keo lấy cơm nó dán đanh. Hết keo rồi lấy cơm nó dán đanh. Coi lấy cơm nguội á. Không. Trời ơi dán bằng cơm hả? Tuổi thơ. Trời ơi, thôi anh lại em. Trời ơi. Chấp má lắm. Dán bằng xôi mặn. Thôi để cố gắng vô vòng trong em mua keo. Dạ. Dạ. Hãy cổ vũ cho team của Atus và team của Hurricane. Cùng chào đón đội trưởng Atus. Yeah. Hôm nay có vẻ Dương Đô Mít được khán giả rất là sủng ái thì phải, đúng không ạ? Vâng. Em cũng cảm thấy thế. Em cảm thấy là em ơi sao khán giả kêu em hô hào rất là nồng nhiệt mà sao em bắt vô cái tông nó trầm quá vậy em? Rồi cho em lại được không? Ừ đó đúng rồi mọi người ơi. Đó mọi người đã sẵn sàng chưa? Lâu lắm rồi tôi mới nghe được cái câu mà âm thanh lớn của thằng Dương đó nha. Quá trời. Xin hỏi đội trưởng Atus là vì sao nghe nói đội anh kinh tế khá lắm mà sao hôm nay đây hộp sòn thì méo rồi cái kia thì tróc vậy anh, sao kỳ vậy? Dạ tại vì khi em bước lên em làm đội trưởng thì phong cách của bọn em lúc nào cũng thế. Khi bọn em bước ra thì mọi người có thể nhìn thấy là nó chưa đâu vào đâu cả. Chưa gì đâu. Cho tới khi màn trình diễn bắt đầu được bọn em diễn ra không? Đấy cũng không đâu đâu vào đâu luôn anh này. Từ đầu chương trình tới bây giờ thì mọi người biết tới em là về gáy và xị khá là nhiều. Tôi em cũng biết đó hả? Biết ạ. À nhưng mà tới vòng này thì em sẽ nâng cấp cái độ gáy và độ xị của em lên một tầng cao mới. Vì sao ạ? Đối với em bài này khi mà trình làng xong thì em nghĩ có thể ngày hôm sau mọi người cứ search cái top trending, mọi người thấy mặt bài này trên đó. Nghe nói chị muốn ngắt luôn cái dễ sợ thiệt cũng tức. Kiểu mà trời ơi. Tụi em có nội dung chứng minh đàng hoàng. Bọn tôi sẽ đánh acoustic và hát chay điệp khúc cho mọi người trước. Tụi em nghĩ là sau khi nghe bài hát này thì sẽ thay đổi quan điểm. Đúng không em? Biết đâu. Bình thường thì em cũng hay đánh đàn ấy. Nhưng mà hôm nay thì em nghĩ là em nhường lại cây đàn này cho anh xin. Cái gì? Ngầu vậy? Anh xin guitar à. Anh hay xin quá. Dữ lắm anh. Mạnh không? Mạnh. Đợi chờ người đến rồi sẽ lại như chưa từng tồn tại. Nên trong từng đêm giờ đây cũng ai
cũng đều là của em, đều là của em. Okay chưa? Điệp khúc là nghe catchy đó. Để coi biến tấu sao nha. Hay lắm quý vị. Và bây giờ tiết mục đều là của em với team Artus. Cháy điện em ơi, cháy điện em ơi. Cháy đi, cháy đi. Cháy đét lên đẹp xem nào. Đúng rồi, mọi người ok hết chưa? Ok. Ok hết rồi. Chiến đi, chiến đi. Sẽ không có 5 anh em mình được diễn bài tiếp theo đâu. Cháy hết mình đi anh em. Một tràng vỗ tay nồng nhiệt cho team Artus. Trời ơi, một phần trình diễn rối loạn tiền đình. Trời ơi, chơi lớn vậy. Xin một tràng vỗ tay nồng nhiệt cho các dancers. Vũ đoàn ô. Thank you mọi người. Wow. Thank you mọi người. Thank you. Bu dây nó rất là chóng mặt cho nên. Anh em ơi, trời ơi. Bây giờ anh Tú mệt quá hả em? Dạ. Em mệt. Dễ thương. Nói chung là phải ghi nhận đó anh. À tôi rất yếu cái này từ bữa giờ là. Có mỗi người là ta có cái yếu điểm về dạ. Tiền đình đồ này nọ. Gáy thì mạnh mà gáy thì mạnh yếu. Tiền đình thì yếu nha dạ. Quý vị nha. Dạ. Sao mà cái tiết mục gì mà quá trời đầu tư ha. Dạ. Từ âm nhạc rồi trang phục rồi ý tưởng rồi xiếc rồi học đàn nhạc cụ rồi. Nhưng sao anh chê tụi em mặc đồ xến? Bây giờ nó hết xến chưa? Anh thấy chưa? Anh thấy hết xến chưa? Đã chê tụi em sao có à? Chưa. Không thể. Anh nói tụi em là những người mặc đồ sáng tạo mà. Tụi em nghe làm sao vậy? Cái này là đâu phải là do cơm nó chóc ra đây. Là cái này cố tình để vậy cho nó phóng trần các bạn. Trời ơi, hiểu nhau một chút đi. Quang Trung em có gì muốn nói không? Dạ, tại vì hôm nay mình có tới 2 tiết mục đó. Cho nên là em cũng có nhiều cái phải lo. Nhưng mà bữa nay diễn xong là quá vui rồi. Em tập xong cái đội trưởng của em đi. Dạ. Em thấy không? Có rối loạn tiền đình đi chăng nữa vẫn vui, vẫn gáy trước khi chị biểu diễn. Dạ. Gáy xong đi rồi chóng mặt tính sao? Không mà anh, em phải công nhận nha. Dòng này á, nếu không phải là anh Tú Tút, không ai làm đội trưởng tốt hơn được. Đúng. Đây. Anh biết sao không? Em nhìn vô cái cách anh Tú là đội trưởng mà em phải học hỏi theo luôn á. Em là nghĩ sao? Là nếu được quay thời gian trở lại em sẽ học những cái cách này á. Sao vậy? Sắp xếp tốt. Không, cậy cái quyền của mình á, chèn ép anh em lắm. Em ơi, là đang khen hay đang không, Tú hay em ơi. Hay lắm anh, đánh vô đúng vấn đề tài chính thôi. Cứ trễ một tiếng 5 triệu vô quỹ. Bây giờ quỹ tụi em mấy chục triệu rồi anh. Minh đội trưởng chút xíu, tại vì không làm vậy thì bây giờ tiết mục mọi người thấy đó. Làm sao mình nhìn được như vậy chứ? Đúng vậy. Thì đó, nói phải học đó anh. Cho anh hỏi là ai là người đóng tiền nhiều ạ? Chắc em rồi luôn à. Đóng nhiều cây cú anh ơi. Đúng không em? Đóng em nhiều có... quá bây giờ mới tố ta em phải không? Em có đóng anh ơi, em có đóng. Có, chắc chắn cái mặt em là biết có rồi. Bây giờ mới cây cú mới tố người ta. Kỷ luật mới ra thành công, đúng không ạ? Rõ ràng như vậy. Thành công không phải là từ dành cho những kẻ lười và làm biếng. Ê, ủa anh nhìn em à, ủa? Không, anh vô tình nhìn qua thôi. Em có thật giật mình thôi không à. Em cứ đi trên con đường xưa khi ta bên nhau. Tìm về nơi trước kia thì say sưa bao đêm thâu. Thành công của bài hát nào mơ của boy band toàn cầu không thể thành công hơn nếu như mà không có sự đóng góp của Orlan. Yeah, và đặc biệt hơn nữa là Orlan đang tham gia một chương trình, đó chính là bài hát của chúng ta Our Song Việt Nam. Thì hy vọng tất cả khán giả sẽ ủng hộ cho chị Orlan nha. Cố lên Orlan, cố lên. Concert Anh Trai Say Hi, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 9